đám đông vậy nè, bắt đầu em bị khớp rồi, bắt đầu em diễn đạt cái ý của mình á, nó không có rõ ràng, có khi người ta không hiểu được hết. Cái tính chất lúc nào em cũng muốn làm cho nhanh hết. Còn nhược điểm của mình hiện tại và không bao giờ sửa được, chắc là làm đồ ăn mà chế biến là thịt sống. Hả? Là sao? Nó con rùi nó đậu rớt con nội ơi. Láng dữ vậy biết không? Sức cái gì mà láng dữ vậy? Sức dầu dừa hay gì? Dạ đâu có, tại em vuốt keo thôi. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Thích đâu? Thích. Với lại em lanh, có thể là em sẽ bù lại cho anh cái đó. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Em trai giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Trời chào, chào chị Ngọc Lan. Dạ, dạ chào bạn nữ bên kia cùng khán giả. Em tên là Thái Ngọc, năm sinh năm 93. Em quê Sóc Trăng, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Thái Ngọc làm gì? Dạ em làm bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y hả? Dạ làm bên mảng chó mèo. Là chích chó mèo rồi đó hả? Dạ. Ồ, ngành này xu hướng đó nha. Ngành này giờ khá lắm à. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả và chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Dạ, có tên là Võ Nguyễn Như Muội. À, tên thường gọi là tên Kỳ An nên mọi người cứ gọi con Kỳ An nha. Thôi gọi Muội cho đi dễ thương đi. Muội sinh năm mấy? Dạ, sinh 1994. Muội làm gì Muội ơi? Dạ, hiện giờ con đang là kỹ thuật viên của bên spa tại Cần Thơ và hiện giờ đang sinh sống là và làm việc tại Cần Thơ ạ. Rồi, nhà trai có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ em có cái khuyết điểm là kiểu như gặp đám đông vậy nè, bắt đầu em bị khớp rồi, bắt đầu em diễn đạt cái ý của mình á, nó không có rõ ràng, có khi người ta không hiểu được hết. Với lại em cũng hay bị áp lực cái vấn đề như là tốc độ công việc á. Cái tính chất lúc nào em cũng muốn làm cho nhanh hết, em tự động em áp lực vậy đó. Có nhiều khi á là công việc kỹ nhưng mà em cũng gắng làm cho nhanh nè. Cái vụ này gì nguy hiểm á, kỹ phải kỹ. Chích nhiều khi nhanh quá nó chích lộn. Đúng rồi, cái tính này dường như là chưa không có bình tĩnh đó. Còn về cái phần ưu điểm thì em chịu khó, với lại em độc lập được tài chính. Rồi là em thích nghi với môi trường nhanh, có nghĩa là tiếp xúc với đồng nghiệp hay là gì đó thì em sẽ tự thay đổi mình hoặc là hòa nhập với một cái môi trường, mối quan hệ nào đó nó nhanh hơn. Rồi khi mà nếu mà có vấn đề xảy ra thì em thường em sẽ ít khi nào mà em nóng liền hoặc là tranh cãi liền, mà em đặt cái mình vô cái vị trí của người ta rồi bắt đầu em mới có thể là không giải quyết được liền, nhưng mà em sẽ để sau mình giải quyết lại. Được, cái này được. Dạ. Dù khi mình nóng quá giải quyết nó sẽ bất lại. Rồi mời nhà gái. Nhà gái em điểm mạnh thì là biết lắng nghe người khác, nhưng mà cũng là khuyết điểm luôn, là đôi khi mà lắng nghe mà câu chuyện vui thì em sẽ vui theo cái niềm vui đó, nhưng mà nếu mà chuyện buồn thì em sẽ hơi bị khó chịu và buồn theo. Và ngoài ra là biết nấu ăn và rất là thích nấu đồ chay, ăn đồ chay rất là thường xuyên. Còn nhược điểm của mình hiện tại và không bao giờ sửa được, chắc là làm đồ ăn mà chế biến là thịt sống. Hả? Là sao? Là em không thể chế biến được cá, tại nó có mùi tanh là em không thể làm được. Và em không thể mặn gà được, là em không thể đụng được. Dạ. Thật ra cái này cũng đức tính tốt đó, cái tâm tốt đó. Đôi khi trong công việc á, mà gặp khách hàng mà nó nặng chút xíu á, thì mình sẽ không có bật lại đâu, mình sẽ là tìm cách giải quyết, nhưng mà của em là vấn đề này hơi chậm á, nó là nhược điểm hiện không giờ. Không nhược đâu em, cái đó là tốt đó. Em bật là khách hàng ta bỏ hợp đồng luôn á chứ bật. Không, nhưng mà đúng là bạn này nói là nhược điểm là cũng có phần có lý nha. Tại vì nhiều khi có những vấn đề chúng ta cần xử lý liền thì bạn này là chưa có tìm ra được cái hướng xử lý liền ngay tại chỗ đó. Hai đứa này mà hai đứa nóng một lúc là hai đứa tự nhịn nhau hết. Em còn cái nhược điểm nữa. Nhược điểm của em là thường tại vì cái vẻ ngoài á, cái khuôn mặt á, em chủ động em vui em cười thì nó sẽ vui, nhưng mà nếu mà em bình thường hoặc là em đang có chuyện buồn là em không có che giấu được, thì giống như là người ta biết mình buồn liền. Em khó làm cái chuyện đó. Cho coi bây giờ ví dụ mặt không cười coi. Mặt mùng 1 Tết gặp người ta vui lắm á. Mặt không cười buồn thiệt. Nó buồn lắm. Thay đổi từ từ thôi. Không sao, cũng đẹp trai mà. Đẹp bác trai. Sĩ trời ơi, tôi nói con rùi nó đậu rớt con nội ơi. Láng dữ vậy biết không? Sức cái gì mà láng dữ vậy? Sức dầu dừa hay gì? Dạ đâu có, tại em vuốt keo thôi. Vuốt keo hả? Chuẩn bị kỹ quá ha. Kỹ quá. Bác sĩ thú y, tình trường sao nè?
Dạ, tình trường em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cái đó thời đi học thôi, cái đó cho qua. Thì cho qua, còn cái mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm. 4 năm, sâu đậm đó. Dạ. Sao chia tay? Yêu nhau thì thời gian đầu nó vẫn là một tình yêu đẹp lắm. Ừ. Cũng kia, nhưng mà về dần cuối bắt đầu người ta quá quen với cái sự có mặt rồi đó. Có thể là đến từ cả hai luôn là không còn chia sẻ nhiều với nhau nữa. Hoặc là nó cuốn vô cái cuộc. Từ từ nó xa nhau đúng không? Dạ. Tôi qua tôi hỏi nhà gái coi. Đúng. À, chào em gái xinh đẹp dễ thương. Lên. Nhà có nuôi chó không? Dạ có nuôi ạ. Có mèo không? Dạ cũng từng nuôi luôn. Có bao giờ đem tới bác sĩ thú y lần nào chưa? Có rất là nhiều lần luôn ạ. Mấy ông có làm khó chịu mặt bộ đơ không? Mà không biết sao gặp con thấy vui à. Gặp con vui hả? Dạ, mỗi lần con chở cho mèo con đi là mấy chú niềm nở lắm. Sao chắc niềm là nở? Khách mối. Khách mối mà đâu niềm nở. Cái ông bác sĩ bên kia kìa, đôi khi ông buồn người ta khách hàng có thấy ông buồn người ta cũng không có vui. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con hiện 3 mối tình. Mối dài nhất nhiêu? Mối đầu tiên là chắc là năm nhất cao đẳng á. Có quen vài tháng thôi bị cấm sừng. Đang chạy xe bốn trên đường qua cầu. Gặp bạn chở người ta. Quan trọng chở mà có thấy ôm không? Ôm luôn. Rồi có hỏi không? Gái ta nhiều khi không có đâu. Ôm cứ ngắt là chạy qua mà cây cầu dài như cặp sừng của con như vậy. Trời ơi thấy thương không? Rồi bỏ. Bỏ luôn. Đúng rồi. Năm sau quen bạn mới. Mà bạn nó dễ thương lắm. Mấy năm? Dạ, quen cũng được 3 năm quá. Ừ, rồi sao? Gia đình tính cuối. Nhưng mà lúc đó là chưa có việc làm ổn định rồi. Năm đó là nhà gặp vấn đề rất là nhiều. Ừ. Rồi con bị stress rất là nhiều mọi hướng nữa. Nên xin hủy hôn. Trời đất ơi. Mối tình thứ ba, khách làm mai cho ấy. Quen được vài tháng rồi, bạn nó cũng xuồng. Đó, thấy chưa? Ai muộn người xưa xuồng người ta. Bây giờ đã đến lúc người ta tập trung vô là có người yêu để lấy chồng chưa? Con nhất quyết là năm nay 2022 là cưới đó. Cưới ha. Rồi. 2022 cưới nha. Bác sĩ thú y được không? Em ha. Em. Em đó. Dạ nha. Mỗi ngày con cứ đứng đó thu tiền chó chứ mèo thôi cũng ngon nữa. À, không sao đâu, bạn cứ lo chó đi, con lo cho bạn được. Đó. Trời ơi. Được. Lành quá trời. Rồi giờ mình bác sĩ đây có người này cũng hỗ trợ là cũng được lắm á. Dạ. Rồi. Cô nhà trai sao chia sẻ cho chú Quyền Linh nghe nè. Phụ nữ thì phải chung tình, nói chung thủy một chút, đừng có lăng nhăng thôi. Còn mọi thứ còn lại về ngoại hình thì em không quan trọng. Tại vì ngoại hình có thể nếu mà không đẹp thì mình đi sửa lại. Đúng đơn giản quá. Bạn Nam ơi, mình muốn đi sửa là bạn cho phải không bạn Nam? Thì muốn thì gán để dành thôi, chừng nào có thì mình sửa thôi. Vậy là tự mình gán làm hay bạn cho mình làm nè, mới quan trọng. Mình là đàn ông thì mình làm chứ. Mình làm cho lấy tiền cho phụ nữ đi sửa hả? Tôi rất là ít thấy ông đàn ông nào mà đi làm kiếm tiền cho bạn gái đi sửa sắc đẹp nha. Không có. Ít lắm à. Không có trời. Vấn đề chỗ là đã yêu thương nhau thì cái gì cũng có thể chấp nhận được hết trơn á. Bây giờ nhà gái nè, mẫu hình lý tưởng của nhà gái sao? Con không có mẫu hình lý tưởng, tại mỗi người mỗi vẻ mà. Quan trọng là sạch, nhìn hợp mắt, nhìn ok, nhìn cao 1m7, hơi tròn trịa mũm mĩm đi. Tại em thích tròn trịa mũm mĩm dễ thương. À, đừng có ăn nhậu nha. Nhưng mà ăn nhậu với con thì được. Đi thì ăn nhậu mà ngủ con theo là ok. Thoải mái lắm. Với không có rau. Con ghét rau cực kỳ. Con không thích rau đâu. Rau khó chịu lắm. Con nói thiệt. Rau nó có nhiều cái đặc sắc lắm. Rau. Rau làm gì ta có rau làm gì khó chịu cô. Thôi không có được, không có. Hả? Con không thích rau đâu. Nó nhìn sạch sẽ, nhìn dễ thương. Ta có rau, ta đâu có dơ. Ta có rau, ta vẫn sạch mà. Em mà rau như thế nào hả? Đôi khi cái rau ở trên thôi nhìn cũng ok hết. Nói chung là đây có rau rồi đó. Không thích gì nữa nè. Không thích lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ đúng rồi. Con không thích ghen. Không thích ghen luôn. Dạ. Bạn Nam hiểu công việc con chút xíu đi là sẽ không có ghen đâu. Tại công việc của con là tiếp xúc là đa số nữ thôi. 2% còn lại là nam. Nhưng mà xin lỗi nha, BD hết rồi lấy gì chơi. Trời đất ơi, sao không biết BD? Đôi khi đi làm bạn bè với nhau á, rồi chụp hình bạn Nam thấy ui chuỗi thằng này đẹp trai ngon quá rồi ghen. Không có được như vậy. Thật ra cái đó dễ lắm, mai mốt bạn bè cứ cho đi chơi chung. Em đi đâu chơi với bạn em dắt bạn trai em giới thiệu.
nó cũng tốt hơn cho mối quan hệ của mình nữa. Nhưng mà bạn em nữ không đi rồi mất bồ, mất bồ. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Không? Cũng bà không. À, ghen bà sợ á, bà chụp hình với con trai bà sợ người ta ghen rồi à. Bây giờ bà rủ người ta đi chơi chung á thì bà kêu con gái không mà mất bồ. Không, bây giờ cưới về đi rồi đi kiểu gì cũng được. Trời ơi, cô này là cũng mệt lắm ạ. Giờ đi với ai nè, cô gái đi với ai? Dạ, bữa nay thì đi với bà nè, với mẹ, à bạn nữa. Rồi mời đại diện nhà gái đi nào. Chào MC Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tôi tên là Ánh Ngọc, là bà của Như Mũi. Bà nội hay ngoại? Bà mợ. Bà mợ. À dạ. Mình thì không có ý kiến gì, nhưng mà nếu mà gặp nhau đã làm cái duyên thì có cơ hội thì hai cháu nên tìm hiểu thêm. Tôi xin hết. À rồi, xin ý kiến mẹ cái coi. Nhận xét thì chú này cũng dễ thương. Cảm ơn. Nhưng mà cũng chắc có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Mà mẹ cũng cho quyền của con, cái đó là cái cuộc đời của con và quyết định của con sau này. Rồi, cảm ơn mẹ gái. À, trai đi với ai? Dạ em đi mình. Một mình hả? À, nhà dưới quê cũng hơi xa đúng không? Cho hai nhà gặp nhau gặp thôi. Nhau đi. Bỏ rào. Gửi em cái bó bông. À em gửi anh nghe. Rồi anh cảm ơn. Cái này của em là cái này cho em làm và kinh doanh thêm tại mảng của em thêm. À, cái này là mứt vỏ bưởi nha. Rồi anh có thể ăn thử không? À rồi. Ăn đi nhìn đi. Rồi được ha. Mới kéo ra thì em hơi bất ngờ về anh chút xíu là nhìn anh rất là giống bạn học của chị hai em. Chị hai em cũng học bác sĩ nữa, nhưng mà bác sĩ đa khoa. Thì khi kéo màn ra em nhìn anh hết hồn một chút xíu. À anh ok được. Chạy. Anh thấy em đẹp. Cảm dễ thương. Em cười cũng đẹp nữa. Anh có nhiều nhận xét mà tại vì anh hồi hộp quá anh không nói được. Với lại anh lên đây là thật sự anh nghiêm túc, hy vọng là tìm được một cái mối quan hệ á nó gắn chặt với cuộc đời của mình, có thể làm 2 phút này nó trôi qua nhanh, nhưng mà anh hy vọng 2 phút này nó sẽ là một cái bước ngoặt của cuộc đời anh, có thể là nó một cái gạch đầu dòng cho cái trang sách mới. À, anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Thích không? Thích. Với lại em Lanh có thể là em sẽ bù lại cho anh cái đó, tại vì em làm sai anh nạt em không? Không. Không nạt nha, hứa nha. Mọi người nghe rồi đó, hứa nha. Em thích cái gì? Em thích cô gái đẹp. Không, em nói thiệt đó. Em thích gái đẹp lắm. Mười mốt em gặp gái em khều khều hỏi anh nè. Thích gái hỏi không? Thích chị đó không? Chị đó đẹp không? Thích ngắm gái không? Ai mà thích chứ sao. Nhìn mặt trai mà. Cái bà này rồi ta, á. Rồi tao nói thích hình... sao? Ví dụ anh nói anh thích thì sao? Anh thích đi, dặn lẫy chơi. Dặn lẫy kiếm người vỗ chơi. Chiều được không cưng? Được. Vì thấy ca này mệt đó. Vì cái nụ cười của mụi là chắc anh làm. Gắn làm. Gắn làm ha. Anh dự định kết hôn của mình là như thế nào? Anh dự định kết hôn thì tại vì anh cũng đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị không được nhiều. Nhưng mà cũng có chuẩn bị rồi mai mốt. Ví dụ như là dự định ra kế hoạch cuối năm nay hoặc là qua năm sau gì đó. Tại vì anh dự định là tháng 3 năm sau anh sẽ về miền Tây anh làm chứ không có cố định ở đây. Bây giờ bác sĩ tới nắm tay cô gái đi. Nhìn thẳng vào mặt cô gái. Nãy giờ mình nói chuyện cô gái mình cảm xúc gì đó, mình mong muốn gì đó. Nắm hơi nắm chặt dữ vậy trời. Mấy năm rồi chưa nắm tay ai? 2019. Trời ơi, 2019 tới giờ mọi người ơi. Hẹn chi nắm rồi nó lạnh, nó buông quá chưa luôn. Nếu mà em cho anh cơ hội thì những vấn đề của em có thể là không phải là bữa nay hoặc là nhiều vấn đề khác trong cuộc sống thì em nói cho anh rồi bắt đầu anh sẽ sửa, anh sẽ thay đổi. Dạ vâng. Thay đổi để cho phù hợp với em hơn, để cho cái cuộc sống nó ít có gây lộn hơn. Ở đây mình sẽ tìm hiểu với nhau nha. Rồi từ đây tới cuối năm lận, đúng không? Để tìm hiểu ha. Trời ổng luôn quá mẹ ơi. Bữa nay con xin phép cô để cho con được làm quen với bé muội. Con cũng hy vọng là tụi con có cái kết
quả tốt đẹp hơn. Em xin phép cô. Bác sĩ hát đưa sĩ. Đại dương xanh cùng hải âu bay, đưa ta đi khắp đất trời này. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi, bão giông cũng kệ thôi. Nụ hoa rơi dịu dàng trên môi, cho tim anh rung động bối rối. Trời xanh với mây ngàn kéo tới, yêu mất thôi người ơi. Cái này tập hơi lâu đúng không? Trời, em cảm ơn anh nha. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính mình. Các bạn để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng chính trái tim của mình thôi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể nói vui được, có thể đùa được, nhưng giây phút này không thể đùa được. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm về nút bấm đó. Bấm nút là để thể hiện tình yêu của nhau, để hiểu nhau và đi xa hơn, chứ không phải bấm nút vì một ai đó, bấm nút vì bất kỳ điều gì nữa các bạn nhé. Thật nghiêm túc khi bấm nút. Chuẩn bị, quyền quyết định là của bạn. Nếu chúng ta cảm giác không rung động, đừng bấm. Nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau đó. Bây giờ nè, trước mặt mẹ với bà nè, hứa cái gì đi. Con xin cảm ơn mẹ với bà đã cho phép mà muội lên đây chương trình để con có cơ hội được nắm tay như ngày hôm nay. Con nắm tay rồi, con xin hứa con sẽ làm mọi cách là sẽ không buông tay muội ra đâu. Con sẽ cố gắng nắm thật chặt cái đôi tay này, đi càng xa càng tốt. Hay dễ quá. Thương quá. Muội nói gì đi, muội nói gì, có bà có mẹ nè, muội nói gì đi. Con hy vọng cuộc sống sau này thì sẽ im ấm. Im ấm. Dạ, con hạnh phúc là được im ấm thôi. Dạ. Mình còn làm một cái thủ tục. Đâu rồi, không hôn đâu. Xin phép bà với mẹ cho con hôn muội. Đó, bà cho rồi đó. Bây giờ bằng hôn tay mình không, đi. Không, má, không má. Nồi không quen, ngại lắm. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ cầu mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn chương trình. Rồi, mời bạn. Cố lên nha bác sĩ. Đi đi này. Rồi, ôm bó hoa nữa kìa. Cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau và một tương lai tốt đẹp đang chờ đón họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ có bấm nút không quý vị. Xin mời. Đà KOA, tinh thần thép. Có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm ạ. Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều thí dụ? Hay ngủ nướng. Dạ, ưu điểm khuyết điểm của em là em không biết nhậu, em không biết uống thuốc. Như vậy em tốt. Em hòa đồng vui vẻ với mọi người, em dễ tiếp xúc với người lạ. Là tới nay là 10 năm rồi em không yêu ai hả? Dạ không ạ. Bình thường của em thì em đã trải qua một mối tình, nhưng mà em đã ly hôn được 3 năm rồi. Cần một người đàn ông biết hướng về gia đình.
Đối với anh thì nếu mà em quản lý tài chính tốt thì anh xử làm lương tháng 10 triệu thì anh giữ lại 1-2 triệu. Giữ lại tới 2 triệu nhiều. 10 triệu thì giữ có 2 triệu mà nhiều. 500 thôi. 500 đi lượm dây chai thêm để sống hả? Vừa phải thôi Ngọc Lan. Aquaceline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Xin mời nhà gái. Hey, chào bạn gái, mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào mọi người trong trường quay và chào bạn Nam bên đấy. Mình tên là Lê Thị Thu Thủy, đến từ Đồng Nai. Hiện mình đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Thủy năm nay bao nhiêu tuổi? Mình 35 tuổi. Thủy làm gì Thủy ơi? Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Nhân kinh doanh. Quê Thủy ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai luôn, bây giờ ở đó với ai Thủy? Ở đấy có bố mẹ và các em gái em. À, mời em trai. Em xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan, toàn thể quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trung Khánh, em sinh năm 1989, em quê ở Quảng Ngãi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng em làm việc ở Bình Dương. Công việc của em là nhân viên vận hành máy, vận hành dây chuyền sản xuất tái chế em bé. Hiện nay em ở thành phố Hồ Chí Minh ở Bình Dương? Hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở với ai? Dạ em ở với lại em gái em. Mình ở nhà riêng mình hay là? Dạ ở nhà riêng mình ạ. Ở nhà riêng mình luôn. Dạ. Em gái có gia đình chưa? Dạ em gái em có gia đình rồi ạ. Ở quận mấy em? Dạ em ở quận Thủ Đức ạ. Sơ bộ như vậy, bây giờ chúng ta đến với ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Điểm mạnh có lẽ là các công việc nội trợ và những việc mà đòi hỏi sự tỉ mỉ của đôi tay. Còn khuyết điểm thì thỉnh thoảng có hay căng thẳng và lo lắng. Và khi mà lo lắng như người khác thì cũng hơi lo lắng quá so với vấn đề thực tế. Căng thẳng quá, tôi thấy sao lên đây ai cũng căng thẳng quá. Chào em gái, thoải mái lên nào, cười có đồng tiền vui thế. Có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm ạ, dạ nhiều lắm ạ. Nhiều thí dụ? Hay ngủ nướng. Không sao, có đâu phải tật xấu đâu. Có việc là phải nhảy rồi, khỏi có nướng gì chừng á. Còn gì nữa không? Dạ vậy thôi. Có vậy thôi hả? Trời ơi, đâu có tật xấu gì đâu. Ưu điểm khuyết điểm của em trai là gì nè? Dạ, ưu điểm khuyết điểm của em là em không biết nhậu, em không biết uống thuốc. Tốt. Em hòa đồng vui vẻ với mọi người, em dễ tiếp xúc với người lạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm của em là rụt rè trước đám đông. Với lại đôi lúc mình không biết nhậu, là trong lúc giao tiếp trong công việc mà cần để đến người ta mời là mình uống là sai. Tính em uống vô là em khó chịu lắm, em dễ buồn ngủ. Có mấy mối tình rồi? Tình trường của em thì em đã trải qua một mối tình nhưng mà em đã được. Đã ly hôn được 3 năm rồi. À, em có vợ rồi, có con chưa? Dạ chưa có con ạ. Cưới nhau mấy năm? Cưới nhau 3 năm, trong thời gian 3 năm chung sống hai vợ chồng. Không có tiếng nói chung, lỗi thì không là do hết, do hai người thôi. Quan trọng là em có biết lỗi gì em trong đó không? Dạ có, thí dụ đôi lúc thì công việc thì mình về trễ, mình không phụ giúp được trong gia đình. Vợ đôi lúc cũng càm ràm thì có mặt lớn mặt nhỏ thì đôi lúc thì... Quạo lên đúng không? Phải là xích mích. Rồi gây lộn đúng không? Dạ. Đó lỗi của mình đúng rồi. Bởi vì mình đi làm về trễ, mình không phụ được gia đình. Mình phụ được vợ, vợ càm ràm là đúng. Bây giờ có vợ nè, em cố gắng không đi về trễ, không có nhậu nhẹt về trễ. Nhận ra khuyết điểm là tốt rồi, đúng không? Khỏi sao nói vậy. Nhà gái, thấy bên kia có một đời vợ, có ngại không? Dạ không ạ. Vậy thì tình trường của mình như thế nào? Em cũng chạy qua hai mối tình. Lúc em còn là sinh viên năm nhất. Lần gần đây nhất là năm 2011. Mối tình đó mấy năm? Dạ một năm ạ. Là tới nay là 10 năm rồi em không yêu ai hết? Dạ không ạ. Ừ. Sao vậy? Khoảng thời gian đấy thì em cứ đi làm rồi về nhà. Nói chung là cũng có đi uống cà phê này nọ, nhưng mà nó không gọi là mối tình gì cả. Chưa gặp đối tượng đúng không? Dạ. Bây giờ đối tượng của em thế nào là em diễn tả coi. Em cần một người đàn ông biết hướng về gia đình. Hướng về gia đình. Chững chạc, thích con nít. Và nếu có thể bạn ấy hài hước một xíu thì... Căng thẳng quá hả? Bạn ấy nhát đó. Yeah. Lâu quá chưa có tình yêu, hơi nhút nhát xíu hơi đúng không? Hơi rung. Một mẫu hình lý tưởng của em đẹp trai thế nào không? Ngoại hình thì khi gặp thì thấy hợp mắt là được. Hợp mắt là được đúng không? Nãy giờ nhà gái đưa ra tiêu chí vậy, mình thấy mình đáp ứng được nhiêu phần trăm? Dạ, mình đáp ứng được 60-70%. 60 kìa, bà mối qua coi coi. Đáp ứng được 60% đó, coi được không? Chào nhà trai. Yêu cầu bên nhà gái của chúng tôi đâu có quá khó khăn đâu, mà tại sao nhà trai nghĩ là chỉ đạt được 60%? Em nói thì nói vậy thôi, chứ còn sau này về mới chứng minh thực tế như thế nào. Mình nói khiêm tốn vậy thôi. Chịu.
Còn cái tiêu chí một người phụ nữ của nhà trai như thế nào? Đối với em thì người phụ nữ biết thương yêu chồng con là được, biết nấu ăn một chút xíu là được. Nhà bên đây là nữ công gia chánh là hơi giỏi luôn đó. Dịu dàng, nhẹ nhàng, đầm thắm, nết na. Bên đây hiền lành lắm em trai ơi. Dạ. Hiền lành, em gái đi với ai nè? Em đi với đồng nghiệp và em gái. Đồng nghiệp hả em gái? MC Quyền Linh và xin chào MC Ngọc Lan, và xin chào tất cả mọi người ở trường quay. Mình là người chị đồng nghiệp của Thủy, làm cùng cơ quan cũng lâu năm nên mình cũng hiểu Thủy rất là nhiều. Thủy dễ thương lắm, rất là tuyệt vời luôn á. Công việc làm rồi khéo léo, cẩn thận tỉ mỉ, rất là ok. Thì cũng chưa có thấy hẹn hò gì, thì hôm nay đến với chương trình á thì cũng mong được tìm được người hợp thì để kết duyên. Chị thấy như em trai bên này thì chị thấy là cũng chững chạc, giống như Thủy cũng đưa ra cái tiêu chí thì chị thấy cũng được, thì nên hai em cho nhau cơ hội để mình hẹn hò. Mình xin phép. Cảm ơn. Cảm ơn nhà gái. Nhà trai mình đi với ai? Hôm nay em gái mình bận nên không đi được, em đi mình. Đi mình không sao, có anh Quyền Linh. Dạ. Nha. À, được rồi, bây giờ để hai bên gặp mặt trao đổi đi. Thoải mái lên anh gái nha, giống như mình ngủ cà phê thôi. Có gì có anh Linh với chị Lan ngồi đây. Thoải mái lên, cười rất là xinh luôn đó. À, mở rào. Trời, hôm nay anh tới có bao hồng không bạn? Cảm ơn. Em có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Thôi giờ đứng đó hát gì cho nó vui vui, hai người ngại ngùng quá. Bây giờ nào, trai hát gì cho nó vui vui coi nào. Tặng em gái một bài đi. Em xin phép hát một đoạn ạ. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh đắm, chờ một ngày trong năm. Đưa tay em đắm hay đưa tay em nắm? Hát rõ lên coi nào, 2, 3. Em ơi anh thương anh lắm, tay đâu đưa đây em nắm. Có câu kìa thôi à. Em gái hát bài gì đi em gái? Em không biết hát. Không biết hát hả? Đầu tiên nè, em thấy bạn gái sao? Nhìn bạn gái nói. Gặp bạn gái em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nhưng mà em do em hơi rung quá, em không biết nói sao. Rung quá đúng không? Nắm tay cho đỡ rung nè. Đó, đó. Nắm tay rồi thấy sao nè? Nắm tay ngồi đứng xỉu trên sân khấu luôn á. Hai bạn lại không chừng xỉu luôn á. Còn rung không? Hết rung rồi. Hết rung rồi đúng không? Bạn gái còn rung không? Dạ con ạ. Còn rung hả? Rung lắm. Em thấy anh trai sao nè? Dạ nó chứng chạc. Nhìn thẳng thôi đó, không dám nhìn nhau sao cảm nhận được đúng không? Rung quá. Rung quá. Nắm tay thấy sao? Tay bạn gái rất là ấm, mềm mại. Tay bạn trai sao? Dạ lạnh. Dạ. Tại rung quá, tại rung. Bên đây nè, bên đây có đồng tiền điếu nè, bên đây có hai đồng tiền sâu hóng luôn. Hai bạn rất là đẹp đôi. Rồi cảm xúc về chút xíu thôi, mình về ghế ngồi cho bình tĩnh lại nào. Các bạn cứ thoải mái lên để trao đổi với nhau. Bạn Thủy nói là bạn Thủy ở Đồng Nai. Em đến từ Đồng Nai nhưng mà em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, về thành phố Hồ Chí Minh. Tại em ở quận 2. Từ Thủ Đức qua quận 2 cũng gần. Anh ở Thủ Đức nhưng mà làm ở Bình Dương, ở với V-Ship 1 á. Nghe chương trình thông báo là bữa nay đi ghi hình, tới giờ phải mở chương trình, bỗng hàng hò lên coi để cho lấy kinh nghiệm. Nhưng mà cuối cùng không có nói được gì hết. Lên gặp luôn á, lần đầu tiên đứng trước đám đông, hơi bỡ ngỡ một xíu. Mấy Thủy nói Thủy làm gì vậy? Em là nhân viên kinh doanh và bán hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ạ. Còn bạn nam? Em mà làm bên nhân viên bằng ngành máy là công ty Kimberly Glass, chuyên sản xuất về tả giấy và bé hết ghi với lại băng vệ sinh của Tết. Nhiệm vụ cụ thể của em là gì? Nhiệm vụ cụ thể của em là kiểm soát chất lượng đầu ra, nói chung là sản phẩm ra được đạt yêu cầu hay không, tốt hay xấu hay như thế nào đến tay chị em phụ nữ dùng chất lượng hay không là do em quyết định. Quan trọng lắm đó nha. Nhìn như vậy sao? Chắc là em hiểu phụ nữ lắm đúng không? Dạ, nói chung là lúc đầu thì công việc của em thì em rất là bỡ ngỡ và rất là ngại. Nhưng mà bây giờ đối với công việc của em vô em làm, tiếp xúc với môi trường làm trong công ty thì đã qua đào tạo thì nói chung là em đã hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm như thế nào đến tay người tiêu dùng và kinh nghiệm sao biết cái băng vệ sinh nó tốt vậy? Dạ, kinh. Mình nói cái tả đi, mình nói người ta cũng có làm về tả thì mình nói cái tả bé. Ta đang làm cụ thể là băng vệ sinh luôn. Tôi hỏi đây nữa tôi mua cho tôi cũng kiểm tra băng vệ sinh tôi mua cho vợ con tôi chứ gì đâu. Trong truyền kinh nghiệm cho anh. À. Mình nhìn sao thấy băng vệ sinh nó tốt. Hồi trong đại dịch đó mấy xóm chị em bị Covid bị giăng dây đó. Không, nhờ đúng tôi rồi. Đi mua băng vệ sinh. Tôi mua về mấy cổ chê mới nói Quỳnh Linh không biết mua băng vệ sinh. Không đúng sai. Băng vệ sinh có sai không? Dạ có.
Vậy mà đó giờ tôi tưởng không có sai tôi mua. Tôi gom tụ tôi mua hàng chi mấy cổ, mấy chị, mấy em, mấy cô nói Quỳ Linh không biết mua không đúng sai. Đó không không hỏi sai tôi gì. Tôi là dịch là tôi chùm mua ban vệ sinh cho các chị em phụ nữ với bác sĩ trên tuyến la đầu. Hoài luôn, nó không mua đúng, mua sai tràng là sai gì? Không có ai mà sai tràng hết đó. Ai biết tôi. Chống tràng thì có chứ không có ai mà có cái sai tràng hết đó. Ai biết, chỉ tôi kiểm tra cái đó giùm nha. Có dịp nào thì em sẽ tư vấn cho anh Linh nhiều loại, nhiều sai nhiều kích cỡ. Nhiều loại lắm, thôi đừng hỏi ở trên đây mất thời gian của đôi trẻ. Nhiều loại lắm. Tại nhà tôi gái không à, tôi đôi khi tôi đi mua tôi không biết thì thôi. Hồi chút chỉ riêng nha. Yeah. Mày cũng phải học chứ, cái gì phải học là chứ. Cô gái của chúng ta là từ giờ trở đi là an tâm về vấn đề phụ nữ rồi đó. Có người lo rồi. Thôi hai đứa nói tiếp đi. Đặc điểm công việc của anh như thế vậy, em có ngại không? Dạ không ạ. Đặc biệt công việc của em là làm ca. Nhiều lúc thứ bảy chủ nhật người ta nghỉ, còn anh đi làm. Còn nhiều lúc thứ hai, thứ ba là người ta đi làm là anh nghỉ. Cứ làm 6 ngày, ốp 2 ngày chị. Nên không có thời gian nghỉ cố định, không có làm giờ hành chính. Em thì làm giờ hành chính, thường thì em nghỉ cuối tuần. Nghỉ cuối tuần, nếu mà làm ca, nếu mà làm ca đêm hoặc là ca sáng thì anh có thể sắp xếp mình hẹn hò đi chơi với nhau được. Dạ, dạ được ạ. Em có thể sắp xếp công việc của em ạ. Nếu như mình chính thức hẹn hò với nhau thì em tính khi nào mình đến tiến tới hôn nhân? Nếu được trong năm nay thì càng tốt ạ. Sao thì ngon. Theo anh cũng vậy. Tìm hiểu cảm thấy hợp thì mình làm liền, đừng để dây dưa ra nhiều, cuối cùng không được đến được với nhau. Tìm hiểu gần 1-2 tháng cảm thấy ok hợp thì mình tiến tới hôn nhân. Anh thì cũng biết nấu ăn được chút ít, và tại vì nhà anh cũng có buôn bán hủ tiếu gõ này kia. Với lại anh sinh ra ở miền Trung, nói chung cuộc sống cũng lồng lũ vất vả, nên mấy cái công việc nội trợ hay này kia anh cũng biết làm, phụ giúp được gia đình. Nhưng mà em có một câu hỏi, giữa hai người cùng nói chuyện về một vấn đề nhưng mà ý kiến nó không tương đồng, thế em thì đã quyết định chuyện gì á, là hay muốn tìm kiếm sự đồng thuận thì trong trường hợp đấy như thế nào ạ? Nếu như mà ý kiến của em á, anh thấy đúng thì ok, anh sẽ nhiều quyết định cho em. Còn nếu mà anh cảm thấy chưa đúng lắm mà em cương quyết như vậy á, thì anh để đó, từ từ 1-2 ngày sau thì anh sẽ nói chuyện đó lại với em sau. Liệu có khi nào anh áp đặt suy nghĩ của anh cho em không? Anh không có áp đặt, anh không có tính gia trưởng, anh tôn trọng hai người với nhau, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Dạ vâng, em chỉ hỏi vậy thôi. Về quản lý tiền bạc thì như thế nào? Đối với anh thì nếu mà em quản lý tài chính tốt thì anh xử làm lương tháng 10 triệu thì anh giữ lại 1-2 triệu để đi đường xá, đổ xăng, ăn sáng này kia. Còn là đưa cho em quản lý để lo cuộc sống gia đình và con kiến mình sau này. Giữ là tới 2 triệu nhiều. Nhiều đâu mà nhiều. 10 triệu thì giữ có 2 triệu mà nhiều. Mấy cô cứ giữ hết không à. Tôi theo tôi phải 3 triệu luôn á. 500 thôi. Trời ơi, 500 thì lụm da chai thêm để sống hả? Vừa phải thôi Ngọc Lan. Ăn cơm thì vợ nấu cơm thì đem heo cho ăn, rồi cà phê vợ nhà thay cho uống. Đúng không? Cái mặt nhà gái thấy thương quá, tôi cũng muốn nhìn hoài luôn á. Cô gái có duyên mà hiền khô à. Bây giờ nè, em lại em nói hết cái suy nghĩ của mình nè. Cho... làm sao mà hôm nay đem được người ta về nha, không thôi là mất đó nha. Em nói cái gì em nói tận đáy lòng của mình. Đến với chương trình này cũng là một cái duyên nợ. Hy vọng là em cho anh cơ hội. Anh ra đến chương trình này rất là nghiêm túc. Còn sau này anh sẽ bù đắp lại cảm cho em nhiều. Mà anh hứa sẽ không phụ lòng em. Dạ, em cảm ơn. Đôi lúc trong cuộc sống thì không thoát khỏi xích mích. Nhưng mà đôi chút nào đó thôi thì mình lại vui vẻ hòa đồng với nhau. Anh thì anh thầy không biết nhậu, không uống thuốc này kia thì em yên tâm vấn đề đó. Tính anh không có lăng nhăng, tính anh rất là trung tình, rút kinh nghiệm từ mối tình trước cái này, anh sẽ không lặp lại vết xe đổ rồi nữa, bù đắp cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi trở về vị trí các bạn. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Tất cả những gì nói, mình đã nói hết rồi. Quan trọng là em gái, em suy nghĩ xem đây có phải là một nửa mà mình đang hướng tới hay không? Có rung động hay không? Nếu tất cả đều có, chúng ta bấm nút ngay. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Cá nhân Ngọc Lan thì rất muốn hai bạn này bấm. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào.
cô gái rất là hiền lành. Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiền lành luôn. Cảm giác của em giờ sao nè? Trước khi đi ghi hình em rất là hồi hộp. Bây giờ được bạn nữ đồng ý nhận lời hẹn hò thì em rất là vui. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai em kết nối được với nhau. Mong rằng hai đứa sớm hiểu nhau, yêu nhau và về chung một nhà nha. Mỗi lần tới cái khúc này nhìn mặt chú Linh kỳ lắm. Mình trao nhau một cái nụ hôn đầu tiên ở trên sân khấu này nè. Anh xin phép được hôn em một cái. Thơm không? Tóc thơm quá à. Thôi, tóc thơm. Chương trình có một số phần quà dành tặng hai bạn. Con sâu em cũng sợ. Sâu chừng nhóc có chơi mà. Em chưa có một mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Bạn trai đã vào vị trí của mình rồi, bạn nữ đâu? Phải đợi Tường ra mời bạn nữ vào để bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay nha. Rồi, mời em gái. Rồi, ngồi vào ghế đi em. Chúng ta có thể mở mặt nạ của mình ra nè. Rồi. Hello em. Dạ, chào chị. Dạ, chào bạn gái bên kia. Rồi, tự giới thiệu về mình dạ, đi em. Dạ, em tên là Hồng Yến. Hồng Yến? Dạ. Sao tên giống tên gái vậy? Dạ, dạ chào mẹ đặt cho dễ nuôi chứ. À, vậy hả? Dạ. Vậy là hồi nhỏ khó nuôi lắm hả? Em cũng không biết. Dạ. Rồi, rồi, quê em ở đâu nè, dạ, bao nhiêu tuổi? Dạ, em ở cái gần Cần Thơ. Mình bao nhiêu tuổi, đang dạ, làm công việc gì? 30. Dạ, công việc em là nhân viên bên quảng cáo. Em làm việc ở đâu? Dạ, ở Cần Thơ luôn chị. À, hiện tại đang ở Cần Thơ luôn, dạ. Lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Bạn gái giới thiệu đi cưng. Dạ, chào bạn trai bên kia ạ. Em tên là Trần Thị Hương Khương. Em quê ở Đồng Nai và hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Bạn trai tên Yến, bạn gái tên Khương là như dạ. Một sai sai sao? Ha? Dạ. Anh em bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 25 tuổi. Biết Cần Thơ không? Dạ, chưa biết bao giờ. Chưa biết bao giờ, Cần dạ. Thơ gạo trắng nước trong. Hãy đến thử một lần. Dạ. À, thế thì em có bao giờ em nghĩ là em sẽ về quê vợ để sống không? Dạ, cái đó để coi em sắp xếp lại. À, cái tình duyên khó nói lắm. Khi yêu nhau thì chúng ta dễ dàng sắp xếp tất cả mọi thứ. Còn không đủ tình cảm thì cỡ nào cũng không có thể đến bên nhau được. Đó là tùy cái duyên và cái sự vun đắp của cả hai nữa ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em rất là yêu thiên nhiên. À, em thích trồng những loại rau nấu đẹp ăn ạ. Còn điểm yếu của em là em rất là sợ những con mà không có chân. Ví dụ con gì em sợ nhất? Con rắn ạ. Và con sâu em cũng sợ. Sâu chân nhóc có chơi mà. Có, nó không có có chân chị. À. Rất ghê. Con cuốn chiếu cũng là con sâu vậy, nó quá trời chân đó. À, còn em, điểm mạnh, điểm yếu của dạ, em? Dạ, em thì điểm yếu em thì em không khéo trong ăn cách ăn nói gì. Cũng nghe hay cho người khác buồn xíu. Nhưng mà khi người đó hiểu em rồi thì sẽ mến em hơn. Phải cố gắng chứ. Dạ. Cố gắng nha. Em khắc dữ lắm rồi. Em đang sống với ai? Dạ, em đang sống với mẹ. Mẹ nuôi sao không tốt lắm vậy? Dạ tại vì em không có ăn mỡ được chị. Làm sao, lý do? Dạ ăn mỡ thịt, mỡ cá, mỡ tất cả các loại mỡ em ăn không được. Có lần ba bắt ăn thì nói mày ăn đi chết thì chịu. À. Rồi cái em gán thì nghe lại bà cái bỏ vô cơm nấu trọng luôn, không ăn, không nhai. À. Tại vì biết cái vị giác mình. Ngộ vậy ta. Trời ơi, hèn chi được. Người thiếu mỡ quá. Bên đây dư nè. Em sao cưng? Dạ, em thì em ăn gì cũng ăn gì cũng được, dạ. Biết mà. Hai bạn này bù trừ cho nhau ha. À, tình trường em như thế nào? Em chưa có một mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Tại sao? Tại vì khi em đi học thì em chuyên tâm vào học. Còn khi em đi làm thì em tập trung vào làm. Sáng đi làm, chiều về. Mà cũng không ai thích mình, đeo đuổi mình. Dạ. Cũng không có luôn. Dạ. Trời ơi, sao buồn vậy? Cuộc sống thiếu màu sắc vậy cưng. Đợt này ráng có mảnh tình dắt dai nha cưng nha. Dạ. Cố gắng ha. Thế còn em? Dạ em thì quen được 3 người chị. 3 người? Dạ, người đầu quen được 2 năm. Do không hợp thì chia tay. Còn người thứ 2 cũng trong vòng nửa năm. Chứ người thứ 3 cũng mới gần đây. Người thứ 3 lý do sao chia tay? Dạ, người đó thấy không trung thực cho lắm chị. Quen nhau bao lâu? Dạ cũng gần 1 năm chị. Quen gần 1 năm mới thấy người ta không trung thực. Dạ. Rồi chia tay luôn. Dạ. Trời ơi, chung tình trường cũng chưa mối tình nào thật là sâu đậm. Dạ. Là chưa đúng không? Dạ. À, em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, mong muốn tìm bạn gái là như chung đầu chút xíu. Với có gì cứ buồn hay là cái gì đó cứ chia sẻ với em. Em sẽ nhận, em sẽ chia sẻ lại. Về ngoại hình em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đúng không, có vừa người cũng không cần đẹp quá, cũng không cần xấu quá, vừa. Có tiêu chuẩn gì không? Dạ không. Cao, thấp, mập, ốm? Cao thì cũng khoảng 1m55.
Ốm ốm chút được không? Dạ cũng được. Mập mập chút được không? Dạ cũng được. Cái gì cũng được hết trơn vậy. Rồi mập quá rồi em ốm quá sao à? Ví dụ có chuyện gì sự cố gì sao em ổng người ta nổi? Dạ cái đó cũng gán hết sức vậy. Hồi có trước em cũng có tập gym. À ốm mà có yếu không? Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Rồi à đâu chị coi hình coi bạn gái có đem hình theo không? Dạ không. Không hả? Rồi em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một bạn trai cao 1m60 trở lên. Và bạn ấy không biết hút thuốc. Biết hút thuốc không? Dạ không. Mừng quá. Dạ. Đây, hãy tìm thử coi anh ấy là ai trong những chàng trai này. Em nghĩ là ai ạ? Đâu, đưa chị coi. Anh thứ hai hả? Dạ. Tại sao em lại chọn anh đó? Tại em nghĩ anh đó ốm. À, anh đó ốm hả? Rồi, cầm đi. Để một chút xíu nữa mình kiểm tra xem. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện thì em hình dung bạn gái bên này như thế nào? Dạ em cũng chưa hình dung, giờ thấy nghe giọng nói dễ thương. Phải đoán chứ, theo như mình tưởng tượng bạn gái như thế nào? Chắc cũng tóc dừa. Tóc dừa? Dạ trắng. Cũng cao cũng không... Cũng cao? Cũng cao. Rồi, đó là sự suy đoán của mình thôi. Dạ. Còn thực tế như thế nào? Hãy nhìn xem sự phán đoán của mình ngày hôm nay là đúng hay sai nha. Chào anh ạ. Dạ. Chào anh Thắng. Dạ, cảm ơn ạ. Em cũng có một món quà tặng cho anh ạ. Wow. Đây ạ. Ý nghĩa của món quà đó là cái gì vậy em gái? Dạ, em hy vọng là anh có thể chăm sóc được nó. Sau này là anh có thể tháo chè cho em anh. Trời đất ơi, nhà làm tốt lắm em. Cái chuyện nấu nướng thì anh chịu thua rồi. Thua rồi hả? Dạ chịu thua, tại vì em dở trong cái khâu đó. Rồi người ta nấu mình phụ được không? Dạ được chị. Rửa chén được không? Dạ được. Vậy được không em? Dạ được ạ. Rồi con trai em biểu nấu chè cũng hơi mệt ạ. Nhưng mà cái cây đó là em mua ở đâu vậy? Dạ em tự trồng ạ. Tự trồng? Dạ. Biết trồng cây không cưng? Dạ em cũng biết chút chút. Em nghĩ em nuôi cây này sống được bao lâu nữa? Dạ chắc cũng hơi lâu rồi chị. Ê, cái này nó nhảy mầm đó. Dạ. Bây giờ cây này chết nhưng mà những cái cây con nó phải mọc lên, đúng không em? Dạ đúng ạ. Nó phải sinh sôi nảy nở. Tình yêu của mình mỗi ngày phải mỗi vương mầm. Dạ. Được không? Dạ. Thì anh sẽ cố gắng anh chăm sóc vậy, anh sẽ đổi thêm cái chậu cho nó bự, nó phát triển nha. Ừ. Khi nào mà cái cây đó nảy mầm thì tình yêu chúng ta mới là đơm hoa kết trái được ha. Dạ. Bây giờ nè, cảm nhận khi mở cái màn ra nè, cổ là giống như sự tưởng tượng của em được bao nhiêu phần trăm? Dạ không phải 50. 50%. Dạ. Còn em đưa hình ảnh coi coi em chọn đúng không? Em chọn người thứ hai từ. Chọn người thứ hai thì không phải. Dạ. À. Cái đó anh là nón. Cái anh đội nón đó đó mới đúng. Dạ. Nãy giờ mình có cái tật xấu gì mình chưa khai không? Em có tật xấu gì không? Dạ có chị. Nói lên cho bạn gái nghe coi. Dạ em thì ngủ thì ngáy to có khi tự giật mình. Tại sao giật mình? Dạ ngáy quá to tự giật mình. Ai nói với em là em ngáy? Tại tự mình cảm nhận mình giật mình lên luôn. Ngủ tự nghe mình ngáy luôn. Dạ. Giật mình rồi xong rồi cái ngủ tiếp. À, người ta ngủ ngáy em ngủ được không em? Dạ không ạ, em rất ghét người ngủ ngáy. Ờ, à, thôi em ngủ trước đi ha. Dạ. Rồi anh ngủ sau. Dạ. À, ngáy đạp xuống giường cho chị. Đạp xuống giường cho chị. À, mấy người đó chứ mấy người ngáy ngáy cái mỗi lần người ta ngáy cái mình đẩy đẩy cho người ta nhúc nhích cái thế ngủ cái người ta đỡ ngáy. Dạ. Thế còn em có tật xấu gì không? Em có tật xấu là khi mà em đói thì em sẽ không chịu được. Bởi vậy nhìn cái tướng phì nhiêu quá mà. Bớt ăn tinh bột lại. Dạ. Ăn nhiều đồ ăn thôi. Em chỉ ăn rau thôi ạ. Ăn rau thôi mà vậy đó hả? Dạ. Rồi ráng nuôi anh này khéo khéo chút được không? Được, chắc được. Rồi bây giờ vậy chị Tường sẽ dành ít phút cho các bạn tự do tâm sự với nhau nha. Mời hai bạn thưởng thức một món cơm rất đặc biệt có tên gọi là cơm chiên pataya tại nhà hàng Banana Leaf Saigon Restaurant. Vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau nha. Dạ. Tự tin lên, cởi mở lên ha. Dạ. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức. Dạ, anh cho em hỏi là anh hiện tại đang ở với gia đình hay sao ạ? Ở với gia đình. Anh có bao giờ đi xa nhà chưa? Cũng có. Đi cũng khoảng thời gian, cũng khoảng 10 năm xa nhà. Dạ. Rồi sau này thấy công việc bên kia thì nó cũng không ổn định. Xa là xa bao? Có khoảng 60 km. À, tài chính, nguồn tài chính của anh là anh tự lập hay là? Đã tự lập, tự làm luôn, anh tự làm. Tự anh kiếm tiền. Còn em? Em đi học, rồi em đi làm ở trên đây luôn. Dạ, làm ở đây. Rồi bên gia đình em thì có mấy anh chị? Gia đình em có 3 chị em gái, em là con út trong gia đình. Con út. Dạ,
Còn em là sau này em có định hướng là em sẽ về nhà. À, về nhà. Em ở Đồng Nai. Em ở Đồng Nai. Dạ. Thì nếu mà sau chương trình này em có suy nghĩ là về Cần Thơ sinh sống không? Dạ. Em cũng chưa nghĩ tới là mình sẽ đi xa như vậy. Tại vì anh thì còn một mẹ thôi. Dạ. Nếu mà lập gia đình thì anh sẽ về ở với mẹ anh hay là anh tự lập riêng? Chắc ở chung với mẹ. Tại vì còn mình ơi mẹ. Thì bên nội bên ngoại thì cũng không còn ai nhiều hết. Không ai ở gần đó. Mà anh đi. Anh có ngại khi anh sẽ lên đây sống không? Cái đó để anh sắp xếp lại. Thầy công việc ở dưới thì anh đang ổn định. Anh làm bên quảng cáo, nhân viên quảng cáo thì dưới anh đang ổn định. Quảng cáo là quảng cáo cái gì anh? À, làm mấy hộp đèn biển hiệu nữa. Đi lắp đặt cho mấy cái đại lý bia nước ngọt á, tập quá rồi. Dưới bên bên hãng của Honda. Vậy là anh có cửa hiệu riêng? Không, giống như là anh đi làm cho bên công ty thôi, công ty tư nhân thôi. Mình là mình làm công? Làm công. Nhưng mà nguồn tài chính thì ổn định. Trước giờ thì anh hơi nhút nhát xíu. Thì có bị nhút nhát bởi vì mới không được người ta chọn á. Cũng không khéo ăn nói. Mong em thông cảm nha. Em cũng ít nói thôi chứ em cũng không nói nhiều. Nhiều dầu mà, nhiều dầu nhiều mỡ. Không nhiều dầu nhiều mỡ nhưng mà nó hòa với cơm á. Có thể mình ăn được nhưng mà có nguyên cái cục mỡ á thì ăn không được. Nguyên cục mỡ thì ăn được nhưng mà nó hòa vô đây thì ăn được. Ủa sao vậy? Sao tôi ở bên ngoài tôi nghe trong này im re im ru bà rù vậy? Lo ăn không tâm sự hả hay sao vậy? Dạ không có gì. Tại em con trai em hơi run. Nó không được. Chị mồi cho em nói nha không? Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ quan điểm tình yêu thích lãng mạn. Cùng bạn gái đi đây đó chơi. Tại hiện tại thì chưa có điều kiện để đi. Nhưng mà em có dự định là nếu mà có bạn gái thì sẽ tạo điều kiện để bạn gái đi chơi. Tại em thích cái khung không gian lãng mạn. Em có thích điều đó không? Dạ thích, em thích đi du lịch. Thế là quan điểm của em như thế nào về hôn nhân? Em quan điểm là lâu bền và luôn luôn là phải yêu thương nhau và không có vấn đề gì phải tranh cãi. Theo em trong gia đình thì chồng hay vợ ai sẽ là người quản lý về kinh tế? Em nghĩ là vợ sẽ hợp lý hơn. Tại em giữ không khi nào được. Mới giờ lãnh lương đưa cho mẹ một phần. Còn một phần thì mình giữ, mình gán tiết kiệm để dành thì cũng để dành được một phần đó. Còn phần kia thì để đi tới lui chi phí ăn uống mà khi cái vui với bạn bè quá thì nó sẽ hết. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay ha, thì Tường muốn cho các em thêm nhiều cái cơ hội để tìm hiểu nhau nữa ha. Mời các bạn hãy bóc vài lá thăm rồi đọc lên cho đối phương và yêu cầu đối phương thực hiện những điều trong đó. Ôm đối phương từ phía sau và hát cho bạn ấy nghe. Wow. Không lãng mạn, bị phạt. Đó, hồi nãy em nói em thích lãng mạn, bây giờ trúng bóc luôn. Bây giờ qua làm thử coi nè. Bạn gái hãy đứng lên tạo điều kiện cho bạn trai thực hiện được thử thách. Dạ. Em đứng thôi, người ta ôm từ phía sau, người ta hát em nghe coi lãng mạn không. Không lãng mạn em giật chỏ cho chị nha. Rồi, cố lên bạn trai.
Giờ em hát bản trong của ngày em đi. Rồi hát nhiều cái đổi gì vậy? Ôm nhau hát ngày em đi. Cái đó là cái lại cái chỉ là cái tựa thôi. À rồi, ngày em đi. Hát xong ngày em đi luôn, mời em. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Cô đơn hôm nào giờ không em. Ủa lãng mạn chưa em? Em quên rồi chị. Dạ đủ lãng mạn rồi. Đủ lãng mạn dạ, rồi đó hả? Dạ. Em cũng dễ tính ghê ha. Rồi bây giờ tới phiên em. Đọc lớn lên. Chê dò nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng 30 giây, ai cười trước sẽ bị ôm hùng và cổng bế. Trời ơi, nghe gì không? Dạ có nghe. Rồi, 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Ai chớp trước thì đối phương hãy phát hiện và la lên nha. Cái gì rồi, tôi thấy cô chớp rồi, tôi không biết đâu, tôi thấy cô chớp rồi. Đúng không? Dạ. Chết cha rồi, bây giờ phạt này hơi khó nha. Chơi trò chơi nhìn thẳng vào mắt nhau trong vòng 30 giây, ai cười trước sẽ bị phạt ôm, hôn, cổng, bế. Mời em bước qua bên đây. Mời em bước có qua bên đây. Có thể đổi được hình phạt không chị? Không, bây giờ qua đây đi rồi lựa chọn ôm hoặc hôn hoặc cổng hoặc bế ạ. Qua đây, có chơi có chịu, không có đổi gì hết trơn, đứng lên em. Dạ. Đó, em đứng đây. Rồi bây giờ cô muốn làm gì cô làm, ôm, hôn, cổng, bế. Làm gì ảnh làm đi. À, em chọn nắm tay. Không có nắm tay. Người ta là ôm nè, hoặc là hôn nè, hoặc là cổng ảnh, hoặc là bế ảnh nè, chọn đi. Em chọn hôn. Hôn, dạ. Hôn đi. Cho em mượn tay ạ. Nhanh quá, lấy hình chưa kịp, 30 giây. Làm lại. Có mùi gì không em? Dạ. Dạ không ạ. Có cảm nhận gì không em? Dạ chưa. Dạ có cảm nhận ạ. Còn em nắm tay cổ thấy gì không? Dạ ấm áp. Ấm áp. Này lời quá ha. Về chỗ đi hai bạn. Dạ. Rất là dễ thương. Bây giờ chị sẽ cho hai bạn thêm một cơ hội nữa. Ngay giây phút này thì em muốn nói điều gì với cô ấy? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em suy nghĩ gì về người con gái đó? Hãy mạnh dạn nói cho cô ấy biết. Mời em. Em cảm nhận bạn ấy dễ thương và tình cảm. Trong lòng của em hiện tại em đang có suy nghĩ gì? Dạ có suy nghĩ muốn hẹn với bạn. Hẹn cái gì? Em hãy nói về điều đó với cô ấy. Sau chương trình này em hy vọng em sẽ bấm nút và anh với em sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nếu như mà em đồng ý bấm nút thì anh có hứa hẹn gì không? Thì bất cứ chuyện gì em nói cho nó nguyên câu, cho nó lãng mạn coi nè. Nếu như nếu như em bấm nút hẹn hò thì em yêu cầu cái gì thì em sẽ thực hiện cái đó. Chắc không á trời, yêu cầu cái gì thực hiện cái đó. Dạ. Tôi cũng ráng tôi chờ xem coi sao nha. Thế còn em, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em thấy anh này hiền, lãng mạn, tính được ạ. Quan trọng là trong lòng mình cảm xúc như thế nào ha. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có trao nhau cái cơ hội hay không. Nếu như chúng ta không có rung động thì chúng ta không cần bấm. Bấm vì trái tim mình chứ không cần bấm vì lịch sự nha em nha. Em còn muốn nói điều gì nữa không nè? Em là hơi rụt rè, hơi ít nói đó. Đó cũng là một cái yếu điểm của mình. Dạ. Em buồn quá hết biết nói rồi chị. Chúc em sẽ được may mắn. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Sao em bấm lẹ cưng? Dạ. Chị mới đếm tới hai à. Suy nghĩ đủ rồi chị. Suy nghĩ đủ rồi à, em có vui không? Dạ. Chị nghĩ là bạn gái cũng còn nhiều băn khoăn lắm. Dạ. Mà bạn ấy vẫn muốn cho nhau một cái cơ hội. Hy vọng là em sẽ không làm cho cô ấy thất vọng vì cái sự chọn lựa ngày hôm nay. Dạ. Nha. Chúc mừng hai bạn hôm nay đã quyết định chọn nhau. Nắm tay nhau đi đã nè. Bạn trai có hơi rụt rè nhé. Dạ. Hãy cố gắng chứng minh, hãy chứng tỏ mình là một người bản lĩnh, có thể là một cái bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào nhé. Một cái hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp gỡ. Mời em.
trời rất là nhanh luôn. Trời ơi, không cần xin phép, không cần hỏi ý kiến luôn. Ở chị lúc nào em cũng nhanh lẹ vậy, chị đỡ biết mấy. Rồi, bây giờ chị xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là một không gian để các bạn có thể xem phim lãng mạn, tâm sự với nhau ha. Hy vọng hai bạn sẽ có những chuyến du lịch cùng nhau thật là lãng mạn. Cố gắng lên nha. Rồi, nắm tay nhau thật chặt hai bạn ơi. Hôm nay thành công rồi quý vị ạ, rất là vui ha. Và bây giờ thì cũng phải tạm biệt thôi. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, cái gì? Nói đi, nhìn, không có gì hết trơn, không có gì hết trơn. Rạng rỡ. Rạng rỡ hả? Wow, chị héo trong bụng á. Tại sao kỳ dạo vậy? Dạo này mai mối nó ế ẩm, nó xuống tài quá. Hả? Không sao, nhưng mà thấy sắc diện chị lúc nào cũng vui vẻ như vậy, mặc dù trong bụng mình không được vui, nhưng mà sắc diện chị vui, vậy là em thấy vui lây. Biết sao chị vui không? Sao chị? Sắp lấy chồng rồi. Sắp lấy chồng rồi. Ô, hay vậy ta. Một chàng hối tay, chúc mừng với các tường. Ủa, sắp lấy chồng mà chị buồn trong bụng á. Sao buồn vậy? Sắp từ trả cuộc chơi á. Ờ, chị vẫn chơi rồi, đúng không? Chơi thôi, ai đâu mà thèm lấy. Hôm nay mát tay nha. Mát tay không? Hôm nay bây giờ mình đặt kèo cuộc đời chị vô cái ngày hôm nay đi. Cuộc đời gì sao nè? Hôm nay nếu mà chị mai mối cho mà được hai cặp đôi thành công á, là chị lấy chồng, là xác suất lấy chồng là 100%. 100%. Nếu mà một cặp đôi là 50%, không có cặp đôi nào cả, là chị vẫn hiểu. Alone. Em vẫn hy vọng chị mai lấy chồng thôi. Yeah. Ủa gì chị mai lấy chồng là gì? Bà mai mau lấy chồng. Bà mai mau lấy chồng. Bị lẹo á. Mà mình nói là mai lấy chồng có nghĩa là mãi mãi không có lấy chồng. Bà mai mau có chồng. Ok. Trời ơi, ổn rồi chị ơi. Dạ, yeah, và bây giờ xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu và chào đón hai nhân vật nam của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Ủa, nó là một con hay hai con ạ? Dạ, hai con. Rồi bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Ở bên đây em có cảm giác mùa đông đã tới. Những cô bé mùa đông đường vào tiên lánh đôi lối xin vào mong nón len. Nay vui cho mình, cho ngoảy quá ha. Mời chàng trai ở ghế màu xanh giới thiệu trước. Dạ, em xin chào quý khán giả, chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các bạn cùng chơi. Em xin tự giới thiệu, em tên Thành. Dạ. Em sinh năm 1993, em là người con của đất vùng đất huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là nhân viên kiểm thử phần mềm. Đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là không hút thuốc. Rồi. Không cờ bạc, là người sống tình cảm. Rượu bia gì không? Rượu bia thì em có thể uống nhưng mà biết điểm dừng chị. Rồi, điểm yếu? Điểm yếu là có thể là khi gặp các bạn gái thì em hay gọi là rụt rè, còn ngại, không có dám nói chuyện một cách tự tin thoải mái. Cho nên nay mới nhờ tới chương trình ha. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái thì chừng nào mới lấy vợ? Hiện tại là em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng là có chuẩn bị có cái gì rồi?
Tinh thần có. Vật chất. Vật chất có. Vật chất có cái gì? Vật chất thì bao gồm là sính lễ, quần áo. Ủa, quần áo có luôn rồi hả? Mình phải có cái người đồng ý thì mình phải đi thuê hay là sau đó. Rồi lấy vợ về thì mình sẽ sống ở đâu? Hiện tại công việc của em là đang ở là thành phố nên em sẽ có định hướng là sống ở thành phố luôn. À, mình sẽ thuê hai chồng thuê nhà ở thành phố. Dạ đúng rồi. Tại hiện giờ là em đang làm công việc rồi em lại tìm cái bạn gái nữa. Còn nếu như mà sau khi mà có bạn gái thì lúc đó em chỉ chuyên tâm làm một công việc thôi. Rồi, bây giờ tới nhà gái mình nè. Ủa, sao cười vậy? Dạ, em tên là Đỗ Thị Kim Tiên. Kim Tiên hả? Kim Tiên hả? Tiên ạ, Tiên ạ. Kim Tiên hả? Ồ, cái tên. À, 22 tuổi, sinh ở Phú Yên. Hiện em đang làm tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là đi học hay là đi làm là chính nè? Dạ, em đi làm, nhân viên marketing. À, giờ điểm mạnh em biết em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Yếu của em thì em hay cọc á. Lúc tự nhiên cái đang buồn cái cọc ngay vậy. Kỳ á, kỳ á, không kiểm soát được cảm xúc mình hả? Khi rảnh rỗi em làm gì? Dạ em ngủ, dạ em ngủ. Rồi lúc nằm mơ em mơ gì? Em mơ mình giàu. À, em thích được giàu đúng không? Dạ. Có một chơi môn thể thao gì hay là sở thích gì không nè? Thích của em thích ngủ. Quanh quẩn trên giường không vậy? Mà sở thích rất rõ ràng, thích nằm mơ thấy mình giàu cho nên người ta phải ngủ. Không ngủ sao mơ, lẽ ngồi thức gì mà mơ. Trời ơi, ngủ hoài sao giàu? Để thấy giàu được rồi. Bây giờ mời em trai ngồi ở ghế màu đỏ nha, em tên gì? Dạ, em tên là Quốc Dũng. Em 28 tuổi, hiện thì trước đây là em làm graphic design và 3D design. Thì gần đây thì em mới nhận cái apply là giám đốc nghệ thuật của một agency. Tức là em cũng mới lên á. Mới lên. Rồi quê ở đâu? Em ở Đồng Nai, định quán Đồng Nai. Điểm mạnh của em thì em tính chất công việc á, nó cũng ảnh hưởng một phần. Em khá dễ làm quen với mọi người, làm thân khá là nhanh. Điểm yếu của em là em chưa bỏ được thuốc. Mỗi lần mà em quạo lên thì có hai nhân cách xuất hiện. Một là im re, hai là em nói nhiều đến nỗi mà không tưởng tượng được. Nãy giờ em thấy chị đang im re hay chị đang nói nhiều? Chị chưa quạo. Chị đang quạo trong bụng á. Sao chị? Em nên học cái nhân cách thứ ba á. Cái đó thì em đang, thực sự là em đang rèn luyện. À, những thời gian rảnh rỗi? À, rảnh thì em thường ra phố đi bộ hoặc là bất cứ cái chỗ nào mà em thấy hợp lý. Em chỉ ngồi ở đó và em nhìn dòng người đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thú vui gì tao nhã vậy? Bao lâu nữa thì mình có thể tiến tới hôn nhân được nếu như gặp cái người phù hợp? Thầy dặn là năm nay. Thầy nào dặn? Thầy nào ấy? Thầy nào núi à? Hay là thầy... Thầy dạy văn, dạy sử hay là thầy quay à? Thầy trên núi, thầy trên núi. Thầy bấm quẻ hả? Dạ không, thầy bấm điện thoại thầy gọi cho em. Bấm điện thoại. Bà hút thuốc nè, mấy gói? Trước đây thì một ngày em khoảng nửa gói, còn bây giờ khoảng một gói em hút được khoảng 3-4 ngày. Cô bé mùa đông của tôi, hãy giới thiệu mình đi nè. Dạ, em xin chào anh Đạt. À, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay hôm nay. Dạ, em tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh. Dạ, và mọi người thường hay gọi em là Veo. Veo là trong chữ trong Veo á anh. Tại sao ta đặt em là biệt danh đó? Thì mấy bạn em hay chọc em đó là mấy đứa mà đặt trong Veo là thường nó ngược lại. Trong Veo là thường nó ngược lại. À, vậy là em đục lắm hả? Mẹ em là người Vĩnh Phúc, ba em là người Hà Nội, tức là nhà nội em ở Hà Nội, còn bên bà nội em là ở Bắc Ninh. Dạ, chính vì vậy cho nên em được sinh ra ở Sài Gòn. Oh no. Công việc hiện tại em là gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm PT. Trước đó là em học về marketing. Sau này thì kiểu như em ngồi làm văn phòng hoài nó không có được à. Đúng rồi, làm PT mình dạy cho nam hay dạy cho nữ? Dạ, em dạy cả hai luôn ạ. Rồi nam làm nặng hơn mình sao mình làm nổi? Thật ra thì chẳng hạn như những bạn mà làm nặng á, thì nhiều khi là chỉ là ở bên tập với máy á chị. Thì những cái bài tập freeway giữ thăng bằng thì nhiều khi là mấy bạn đó làm những cái mức tạ nhẹ thôi, nhưng mà nó sẽ bị mất thăng bằng á, là sẽ làm không được. Điểm mạnh em yếu em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là độc lập. Và một khi em nói cái gì là em sẽ làm được. Và em cũng khùng á. Hả? Là hài hước. Crazy đúng không? Vui tính thôi, cái đó có gì đâu. Thì điểm yếu của em á là em là một người sống nội tâm. Em thích đi một mình, kiểu như là yếu đuối á, kiểu như một chiếc lá rơi cũng làm em giật mình. Một chiếc lá rơi em cùng sờ. Dạ, cho nên ví dụ như anh Đạt nói chuyện với em cũng nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như lúc nào mà anh quạo là em sợ lắm. Dạ. Có sở thích du lịch hay là gì không? Dạ vâng ạ, em thích đi du lịch. Du lịch hả? Em đi cũng gần hết Việt Nam rồi. Đó là hồi trước dịch anh. Xong rồi 2 năm dịch em ở nhà nó cũng giống như nó chết dần, chết mòn ở trong nhà, nó khó chịu lắm. Thế nhưng mà lúc đó mình ngồi để mình
mình nhìn nhận lại cuộc đời mình, cảm thấy sống chậm lại cuộc sống á. Xong rồi lúc đó là em quyết định là em sẽ không làm văn phòng nữa và em chuyển qua làm nghề PT là vậy. Được bay nhảy đúng không? Dạ, làm tại vì ngồi một chỗ, thứ nhất là em ngồi một chỗ nhiều quá là sức khỏe mình nó yếu đi, khi mình ngồi máy lạnh á, ngồi nhiều thì bụng mở nè. Rồi là lúc đó là em vô tập á, kiểu như em cầm mấy cục tạ nhỏ xíu mà em cầm cũng không nổi nữa, em thấy người mình nó yếu đi rõ rệt lắm, mà ngồi riết thì anh biết bệnh văn phòng nữa. Dạ em bị bị chỉ luôn á. Hả? Xem mạnh miệng quá vậy. Mình em thật là cô gái dũng cảm. Không sao, mới nói yếu đuối mà giờ qua dũng cảm rồi hả? Nhưng mà hết rồi, bây giờ hết rồi nha. Hết rồi. Sao giờ rồi. Sao hết được, giờ điều trị hay cắt bỏ hay là cái gì? Dạ không, tại vì nhẹ. Tình trường em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là em chưa có mối tình nào cả. Trời ơi, gì mà 30 tuổi chưa có mối tình nào hết là sao? Chứ 30 năm nay làm gì ở đâu? Tại vì thứ nhất là em là kiểu người kiểu nghiêm túc trong việc tình cảm. Cấp 3 em nghĩ là cái có thích, thích là có thích thôi, không có nói cho bạn đó biết. Không lo được cho bạn gái, như vậy thì sẽ làm mất thời gian cũng như là nhiều khi làm khổ bạn gái. Sau khi lên đại học thì cái chuyên ngành đặc thù của em về chuyên ngành kỹ thuật nên đa số cũng là nam, xong rồi đi làm đến giờ thì cả văn phòng cũng là nam cả. Em muốn là quen là xác định, xong rồi tiến tới tiến xa một người. Một người là cuối cùng và mãi mãi luôn. Một người là cuối cùng và mãi mãi luôn. À coi như là em chỉ muốn cuộc đời em là quen một người một, dạ, là cưới một người một là kiểu luôn. Có nghĩa là em nghiêm túc để giữ gìn cái là trong trắng trinh nguyên của em đó, đúng không? Cũng thế là vậy. Ờ vậy đi cho nó rõ ràng. Đến thời điểm này mà có một cái bạn mà nuôi một cái ý tưởng như vậy thì một tràng pháo tay, rất là tuyệt vời, đúng không? Dạ, một phần quan trọng nữa là cái lúc mà mình quen biết gọi là cái phần tình phí á là của bản thân em chứ không có cái phần hỗ trợ của gia đình nào cả. Có nghĩa là mọi thứ là bắt đầu vô con đường tình luôn. Yêu là có dặm trăm lần vui có dạng lần sầu, gì là tiền em lo hết. Dạ đúng đúng rồi. Đúng chưa? Dạ đúng. Hay rồi. Quá. Bây giờ cho tôi hỏi là lấy vợ về để làm gì ạ? Lấy vợ về là hiện tại em đang có một số vốn, em hiện đang muốn là kinh doanh cái gì đó. Nhưng mà một mình em thì không thể mà lo cái việc mà vừa là công việc hiện tại của em, vừa kinh doanh nữa, thì em muốn bạn nữ sẽ là sẽ phụ em về cái việc kinh doanh, có thể là hai người cùng làm thì hai người nó sẽ nó khi mà khi người. Làm tốt hơn một người. Rồi. Nên là em cũng tìm một bạn nữ nhanh nhẹn lanh lợi. Muốn tìm một người bạn gái, một cái người vợ tương lai như thế nào? Ưa nhìn, nhỏ nhắn, kiểu ngoan hiền, không có xăm hình hổ báo quá. À. Không có tóc tai này kia nhuộm màu lè lẹt. Có nghĩa là xăm sơ sơ được không? Xăm chuột dạ, mèo được không? Xăm nhưng mà ý là xăm nhỏ nhỏ xinh, nhỏ, xinh, xinh thôi. Bạn gái thì phải lễ phép, tôn trọng người lớn. Khi mà quen thì xác định là mình quen với nhau trong quá trình tìm hiểu. Thí dụ như không còn nữa thì cứ nói thẳng với em. Có nghĩa là cứ rõ ràng, cứ nói rõ ràng chứ đừng em ghét cái kiểu mà khi mà im lặng rồi bỏ qua em làm lì lì em không chịu được cái có tính đó. Có là thích không thích muốn cái gì đúng là rồi. Phải nói. Kỹ nha, trong tình yêu không được nói từ chia tay. Cứ mà quen nhau mà cứ hở hở hù hù chia tay là thế nào không chia tay à? Có vũ phu không? Dạ không, em mặc dù chưa có bạn gái nhưng mà em nghĩ em là rất là cưng chiều bạn gái, tại vì gia đình cha em là cũng rất là thương mẹ. Rồi, ngon lành. Đó là câu chuyện của anh chàng ghế màu xanh. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em tấm chiếu mới. Vẫn chưa có gì luôn. Tấm chiếu mới trải cho cái tấm mền mới bên đây được không? Mới can xe ben luôn. Tấm mền này cũng mới trải lên chiếu được không? Lý do gì chứ? Kiểu như ví dụ như mà ai mà thích em hay gì, ví dụ như nói thích em hay gì, đang nói chuyện bình thường luôn, nói thích em cái tự nhiên biến mất. Em sợ. Vậy cớ làm sao ngày hôm nay tới chương trình vậy ta? Dạ, tìm người yêu ạ. Ví dụ có được người yêu thì chừng nào em mới tính chuyện kết hôn? 25 tuổi em mới kết hôn. Ừ, 3 năm nữa. 3 năm nữa chờ nổi không? 3 năm nữa nhưng mà vì 3 năm là bạn gái chưa biết em thôi. Nhưng mà quen em nghĩ thời gian sẽ rút ngắn lại. Hay, tự tin. Ừ, hay là... Đúng, đồng ý. Mẫu, người đàn ông lý tưởng của em? Là đàn ông. Chứ không lẽ cái đó dư rồi chị, dư. Dư. Dạ em thích trai cao. Rất dư. Cao bao nhiêu à? Tầm khoảng 75 vậy. Rất dư anh đẹp ơi. Rất dư. Mình có thể đi cà kheo. Gì nữa nào? Hiền rồi. Dạ. Học bác nè. Mặt bác. Chung là thương em là được rồi. Quan trọng cái thương em là được. Dư. Rồi bây giờ hy vọng thì ngày hôm nay nó sẽ cũ chứ để mới hoài cũng kỳ. Rồi bây giờ tới bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ nè, tình trường em sao? Em thì có ba mối tình gọi là khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu tiên là năm em lớp 10 thì em có quen một chị lớn hơn 2 tuổi. Ừ. Cũng mặn quá ha, được. Dạ chị đấy rất là xinh.
Đến một ngày đẹp trời, chị ấy hỏi em một câu: nếu ngày mai em ngủ dậy và không tìm thấy chị nữa thì em có đi tìm hay không? Em trả lời là có, và chị đi thật. Rồi em có đi tìm không? Dạ có, em tìm mất 4 năm thì em biết được là chị không còn nữa. Chị không còn nữa. Chị không còn nữa là sao? Chị đi Mỹ chữa bệnh và không qua được. À. Sau đó khoảng 5 năm, là khoảng 15 hay 16. Ừ. Thì em đi phượt, em đi tình nguyện á. Em gặp một bạn ở Hà Nội, hai đứa yêu xa đâu đó được khoảng 6 tháng thì nhạt dần. Cả hai đứa đến tận bây giờ vẫn chưa nói lời chia tay nha. Ừ. Thì em thấy bạn chụp hình cưới. Bánh cưới là chia tay rồi đó. Em lóc bạn hơn một năm trời, xong sau đó em cũng mở ra. Tới bây giờ thì tụi em vẫn là bạn bè với nhau bình thường. Tưởng đâu năm trời mở ra bạn nó ly dị chứ. Đầu tôi sao tôi nghĩ tôi dậy xuống bảy tầm bà thì ngồi chỗ này nhiều á, nghe nhiều câu chuyện có mọi người hiểu không, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này hết trơn á. Toàn nghĩ những chuyện hướng tốt đẹp. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba là em quen được lâu nhất thì đâu đó khoảng 2 năm rưỡi thì bạn nói là chia tay. Em quan tâm cho bạn, em quan tâm công việc, em quan tâm tới bạn bè xung quanh, mọi người xung quanh, nhưng em bỏ quên một người rất là quan trọng. Mẹ bạn đó? Không, em bỏ quên chính em. Không, em bỏ quên chính em. Em không chăm sóc cho bản thân em. Tóc tai thì xòe xòa, body thì xấu xí. Xấu xí, không thể dục, chỉ biết làm, chỉ biết nấu ăn, chỉ biết cung phụng. Em nghĩ như thế là tốt, nhưng đến một ngày bạn bỏ đi rồi thì em mới thực sự ra là dần quên mình. Chuẩn bị một cái buổi cầu hôn bé bé xinh xinh nhưng mà nó cũng fail. Em tự lên tay em vẽ cái mẫu nhẫn cầu hôn á. Em cũng gửi ra tiệm rồi. Em níu kéo được một thời gian thì bạn cho em biết một cái tín hiệu là được, không có hy vọng đâu. Muốn tìm một người như thế nào về ngoại hình, về tiêu chuẩn yêu cầu có gì nhỏ nhắn một xíu, yêu thể thao. Em chỉ xin bạn một điều thôi, đó là lý do có hai con này ở đây. Là tụi con trai tụi anh á không thể hiểu được lúc tụi con gái tụi em giận đâu. Anh cũng không cần nhất thiết là mỗi lần em giận em phải chạy đến và nói: anh ơi em đang giận anh đó, anh xin lỗi em đi. Em chỉ cần cho anh một cái tín hiệu thôi cũng được. Một cái tín hiệu thôi cũng được. Dạ, đồng ý. Rồi bây giờ tới chị đó chị. Không, anh gọi em là chị. Cô gái mùa đông. Thiệt ra là cũng chưa có gì chính thức anh. Em chưa có quen ai được quá 3 tháng. Rất nhiều không? Dạ cũng xém rồi. Cái này là em ế bằng thực lực của anh. Bằng thực lực thì cũng sẽ có nói chuyện, nhắn tin được. Em cũng không hiểu tại sao câu trước câu sau mà em bắt đầu em gọi ngang là em mình fan luôn. Chị vậy? Sao nóng nảy quá vậy cô gái? Em không bao giờ mà kiểu như đánh ghen hay là làm cái gì sùm mà em trông nhẹ nhàng cái em mình fan luôn. Em gặp ai kể cả đẹp trai hay là giàu cỡ mấy giàu em cũng thấy rất là bình thường. Em không có rung động. Em hãy luôn rung động nhưng đừng tin. Trái tim mà nó khô cằn, nó không rung động thì mình sẽ chai sàn. Đúng rồi, không nên như vậy. Đó là gọi là xì chết đó. Rồi. Rồi giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Tức là gu của em á là mang giày sneaker màu trắng. Dạ, em thích có trắng. Em cảm thấy là cái đôi giày nó quý lắm. Bởi vì một ngày của mình có 24 tiếng đi thì mình nằm ngủ 8 tiếng rồi còn lại là nguyên một ngày trời là mình phải đứng mà mình mang trên đôi giày đó mà. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào đôi giày nó bảo vệ sức khỏe của mình. Ừ. Mình phải trân trọng cái đôi giày đó. Là yêu cầu người đàn ông đó, mà nếu mà đàn ông mà giữ một đôi giày sạch. Dạ có nghĩa là màu trắng thì màu, là màu trắng. Anh ấy hay ngồi vậy nè. Đó. Đôi giày lúc nào cũng sạch hết. Không vết bẩn nào hết. Hay sao? Trong một cái môi trường mà em gặp con trai mà xấu múi nhiều quá rồi em không thích nữa. Giờ em thích trai bụng bự. Trời ơi bên đó dư. Trời ơi dữ dằn lắm em ơi. Được. Có mỡ, mỡ, có mỡ, tự cái gì chứ mỡ. Nãy giờ giả bộ lấy gấu bông che cái bụng mình đúng không? Là và hài hước nữa. Mình đâu cũng hài hước lắm đó. Hài. Tại vì thường á thì em sẽ không bao giờ là người chủ động làm hòa đâu. Ừ. Dạ, em là kiểu như thà bỏ lỡ chứ không bao giờ chủ động anh. Cũng có giống như chị nói, cũng mở lòng ra xong rồi cũng giả bộ yêu, cũng giả bộ đau khổ. Cho nên là mới gọi là quen. Thì thiệt ra em cũng quen mới có 3 ngày à. Lúc đó là kiểu như là hẹn em đi chơi. Cái xong rồi tới cuối giờ bùng kèo. Ừ. Cái có anh khác rủ em đi, cái em đi luôn. Có anh khác rủ em đi, cái em đi luôn. Trời. Không vậy là chắc chưa gặp đúng đối tượng em ơi. Dạ không, tại vì em nhìn hay lắm anh. Em nhìn vô là em biết anh này là giống như là cũng không phải là anh nó hẹn mình đi chơi nhưng mà anh nó không phải là người chủ động với lại ấy cái cuộc. Nói chung á là bây giờ em thích một cái người đàn ông á là phải quyết liệt, dạ. Phải chủ động.
Dạ. Ờ, đó thì cái đó cũng được, cái đó cũng giống chị đó, tại vì Cát Tường vẫn luôn luôn nói với mọi người như thế nào. À, đương nhiên là bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng nói câu đó hết trơn. Đương nhiên là chị Tường cũng là một người rất là cá tính, nhưng Tường vẫn thích đàn ông là chủ động. Đàn ông trời sinh ra mình là phải mạnh, là mình phải chủ động. Chốt lại cho hai anh trai ngồi đây hiểu chưa? Dạ. Thích là phải mạnh mẽ, phải chủ động. Dạ. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân nè. À, ưu tiên bên đây trước đi, có ngồi một mình nè. Dạ, con chào cô Tường và chú Đạt. Trời ơi, vậy con sinh năm bao nhiêu? Dạ, con 201 ạ. Trời ơi, bạn trai cô năm 201, con ơi, con kêu cô bằng chị đi con. Trời ơi, kêu vậy cô già quá, bạn trai cô bỏ cô á. Dạ, con là bạn của Kim Tiên ạ. Dạ, thì con muốn hỏi anh đây là khi mà bạn của em cọc thì anh có những hành động nào để giúp cho bạn em bớt cọc được không ạ? Cho anh hỏi là cái thường thường cọc là cái nguyên nhân là lý do tại sao mà đang bình thường vậy mà lại là cọc lên? Dạ, cũng có thể là do mất ngủ hay là sau đó kiểu như tự nhiên thôi ạ. Nếu mà bạn gái cọc lên thì anh nghĩ anh là cái người đầu tiên xách xe đi ra trước, xong đó mà mua một cái món trà sữa hay món gì đó bạn gái thích mang về cho bạn gái, chứ không để bạn gái đi ra trước. Là bạn gái đi ra trước thì không biết bao giờ bạn gái nào quay trở lại, nên anh sẽ là người đi trước. Cái cục tích nó sẽ được nuốt trôi xuống theo cái đồ ăn, sẽ dùng lương thực để mà dằn cục cọc lại. Rồi bây giờ con thấy là bây giờ là hai anh này, có anh nào hợp với bạn con không? Dạ, con nghĩ là chắc anh ghế đỏ. Anh ghế đỏ là hợp với bạn con hơn phải không? Dạ. Anh ghế đỏ mới 28 tuổi phải không anh? Dạ. Tại mặt hơi già thôi chứ có 28 tuổi à. Anh ghế xanh thấy mặt non thì chứ 30 còn á. Khi mà dạ, bạn cọc thì anh ghế đỏ giải quyết bằng cách nào? Em sẽ dùng cái cách hèn nhất của hèn em luôn. Hèn nhất luôn hả? Bỏ chạy. Không, em ôm. Ghê rồi ta. Ôi, còn anh hả? Vợ mà cọc lên nha. Chung là anh thảy cho một cọc tiền liền. Oh. Căng hết cọc. Còn cọc nữa ha, là thảy cho cái cọc căng liền. Dùng gì? Rồi xin mời bên đây mời cô ạ. Tôi là mẹ của Hiếu Thành, nhưng mà thấy thì cũng được, nhưng mà giờ thì hai đứa tự tìm hiểu được chứ không có gì thắc mắc. Dạ, thấy cô nào được, cô xanh hay là cô đỏ? Cô xanh. Theo ý của em á thì thấy cái bạn này nói thật thì mất lòng, mà nhưng thấy cái bạn này hình như là cũng hơi ngây thơ một tí. Dạ, quá. Mà nhưng là thơ. Chân thật thôi thì hai đứa nếu mà thấy được thì hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Dạ, em hôm nay đi theo chung với lại anh Quốc Dũng và ghế đỏ. Dạ, em thấy là bạn nữ ghế đỏ này hợp với lại ông bạn của em hơn. Có nhiều cái nó tương đồng giống như nhau, chẳng hạn như là đi một mình đó chị. Hồi nãy bạn có nói là cái tính cách bạn nữ cũng hơi là có một chút thất thường, thì ông anh của em cũng vậy, nhưng mà ổng rất là biết cách kiềm chế này kia, rất là biết cách hòa hợp giữa hai người. Ừ. Nên em mong là hôm nay ông anh của em tới đây sẽ dắt một bạn nữ để đi về. Ổng mà buồn lên là ổng cứ lôi tụi em ra ngồi nghe ổng nói không, em cũng mệt mỏi lắm chị. Rồi đó là ý kiến của người thân để chúng ta có thể tham khảo nha. Và bây giờ thì đến lúc quan trọng rồi, người ta nhảy về nó cũng ngứa ngáy trong người lắm rồi. Đúng rồi anh. Nghe tiếng hoài mà không thấy hình. Rồi, mở cửa trái tim. Wow. Sao nè, wow. Người ta wow. Thích những người đàn ông mạnh mẽ nè. Em xin phép tặng quà. Quà đi. Ngày đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em, mong em nhận. Này, anh có món quà tặng Tiên. Món quà gặp mặt. Em có thể mở ra xem món quà đó là gì. Sen đá. Cái sen đá này thì em hy vọng là các bạn sẽ để ở một cái bàn làm việc hay là cái bàn trang điểm nào đó, cái chỗ nào mà mỗi ngày các bạn đều phải đến đó. Thì mỗi khi mà nhìn thấy cái chậu sen đá này thì nhớ đến người tặng, nhớ đến anh. Phần quà của Tiên thì em thấy cái cây đặc biệt thì nó sẽ to hơn một tí. Thì em có biết tại sao nó lại to không? Dạ. Em có biết nguyên nhân không? Tại vì anh đặt cái tình cảm của anh trong đó nhiều hơn. Tôi thích những người đàn ông chủ động. Ngon lắm. Về chỗ điểm 10. Rồi con này cũng con nặng con nhẹ luôn nè. Không sao đó. Đây nè. Cái đó là một con đó cha nội. Ủa gì kỳ, chồng lên vậy luôn hả? Tôi tưởng nó là hai con chồng lên không mà. Wow. Dạ em cảm ơn. Thì như hồi nãy anh nói là con trai bọn anh sẽ không bao giờ biết được khi nào em giận đâu.
chỉ cần cho anh một cái tín hiệu nhỏ thôi. Lộn nó lại đó. Lật ngược nó lại. Mặt này mặt vui nè. Mặt nó buồn đó. Ồ vậy hả? Rồi để buồn vậy hoài luôn hả? Hết rồi, em cũng... Rồi, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì không biết là cảm nhận của các bạn như thế nào. Rồi hai cô gái mình được nhận quà, mình phát biểu trước đi. Sao? Phát biểu đi em. Em cảm ơn hai anh vì đã tặng cho em những món quà. Tại em cũng rất là vui khi được nhận những món quà xinh xắn dễ thương giống em vậy. Rồi còn em gái ghế đỏ. Như là trước giờ bạn bè em nó nhìn vô em á, nó không có nhìn vô theo kiểu dễ thương như vậy đâu anh. Ừ. Mà nó theo kiểu như là đôi vai gầy mà vác cả thùng Tiger. Đôi vai gầy mà vác cả thùng Tiger. Trời. Dạ. Cắn gì hả? Em nhậu dữ lắm hả? Dạ không, tí ý là em kinh đồ nặng được. Bao nhiêu đồ nặng ba mẹ em để em làm. Wow. Em cảm thấy là em ít người mà biết là em thích mấy cái món bà kiểu cute như vậy lắm. Mà cuối cùng dạ. Em biết không? Dạ có. Mạnh mẽ cỡ nào cũng phải yếu đuối thôi. Rồi vậy còn hai bạn nam. Lúc mà mở cửa ra thì em khá bất ngờ. Em không nghĩ là các bạn xinh hơn lúc mà em nghe cái giọng. Em không à. Em cũng, cái mức em nghĩ là nó xinh hơn cái mức em tưởng tượng. À. Hào hứng hơn. Hào hứng hơn, phấn khích hơn. Vậy là được rồi. Đến mình đó, nói đi, cơ hội không có nhiều đâu. Em bị đơ 5 giây. Hai bạn rất là xinh, hai bạn rất là dễ thương. Em không dám nhìn lâu, em sợ bị say. Đồ em hơi say yếu. Hả? Đồ yếu hả? Dạ. Giờ là muốn say rồi đó hả? Sắp say rồi, hơi chến. Hơi chến choáng rồi hả? À mày biểu diễn nhân nhạc đi. Nhân nghệ, nhân nghiết đi. Hát nào cô gái? Quên rồi. Kỳ vậy? Bị bối rối. Thôi bé để đỏ biểu diễn cơ đi. Cơ hội đã qua rồi. Bây giờ cô bé này nãy giờ nôn nóng biểu diễn lắm nè. Hay là làm gì? Dạ em có nhạc. Mời em, sân khấu đây là của em, tiến ra phía trước. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this play. We could be as one and escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside. Burns inside. Burns inside. Burns inside. Burns inside. I won't let you down. Nhận của các bạn trai như thế nào mà sao ngồi im re đứng hình hết trơn vậy? Cho em ly nước chanh em say rồi. Chị đang tính kiếm lấy giấy. Yeah. Hay quá hả? Sao? Giờ mình có đáp rồi, mình có biểu diễn gì không? Biểu diễn không? Cứng dạ. Bình thường thì em không có cái tài năng gì hết. Nên những cái như ca hát nhảy múa rồi này kia thì em chỉ thích xem. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở hả? Dạ. Tôi vậy em muốn làm gì? Siêu năng lực của em là ngồi. Hít đất. Xin lỗi là tại vì cái tay của em hôm qua bị tập quá sức. Thôi em đừng có đủ trò đủ kiểu hết á. Mà ở đây em cũng có một món quà nó cũng phù hợp. À vậy hả? Có quà luôn hả? Dạ. Mình có thể sử dụng ngay tại đây luôn ạ. Ồ. À tặng luôn, dạ. Tặng luôn, sử dụng luôn. Anh mở luôn nhé. Dạ vâng ạ. Ồ, quá xuất sắc. Mời em. Wow. Bây giờ hít đất không được thì mình nhảy dây được. À. 30 cái bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, hiểu chưa? Ngon lành, được. Rồi giờ em làm gì đây? Khỏe khoắn.
một cái đoạn hát nhỏ gửi tới bạn gái. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc. Anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ mang. Mang gì? Tiếp mang. Mang gì nè? Mang gì mà ho quá vậy? Anh sẽ mang. Em rung quá. Ho gà tới cho em hay gì? Anh sẽ mang. Tiếp. Anh sẽ mang niềm hạnh phúc, mang yêu thương đến em mỗi ngày. Hết ạ. Hai. Rồi, bây giờ là tiết mục biểu diễn đã qua. Bây giờ chúng ta trò chuyện để tìm hiểu nhau một chút. Em một xí, em cũng có một món quà. Món quà, rồi. Nhanh chứ để em ngồi tưởng hồi đem về luôn chứ. Rồi. Dạ, em có một món quà gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. À, cũng là khá là trùng hợp đó mọi người. Dạ, đây. Cái này là cây... quên luôn cái hoa rồi. Mang ý nghĩa là gửi anh những lời hạnh phúc và bình yên. Rồi, bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu rồi chúng ta sẽ quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Rồi thì các bạn nghĩ sao nếu mà người bạn trai của mình hoặc là bạn gái của mình mà vẫn liên lạc với cái người yêu cũ thì mình có đồng ý chuyện đó hay không, mà mình sẽ xử lý như thế nào? Hai người có tình trường nói trước đi, hai bé trong trắng chiếu mền nói sao? Rồi, em nói trước. Còn nếu người cũ với là bạn bè giống như em và bạn ở Hà Nội đi thì tụi em vẫn mày tao như xưa. Nó rất là bình thường luôn. Người yêu cũ vẫn có thể là bạn. Rồi. Mà em? Em cũng vậy luôn ạ. Như là bình thường thôi đúng không? Dạ, em thấy rất là bình thường. Bình thường chứ không có ghen tuông hay là gì hết. Tại vì xác định là bạn là bạn. Hai người này còn non nớt quá đây nè, lão làng đây nè. Người yêu cũ sao nè? Để em xíu. Thì về vấn đề đó em cảm thấy nếu như hai người mà ở một giới hạn bạn bè thì em sẽ không nghĩ gì. Nhưng mà đi quá mất hết giới hạn, ví dụ như là người yêu cũ nhắn tin cho anh à kêu anh chở đi giúp rồi các kiểu thì em thấy khó chịu. À. Trước đó hai người có tình cảm với nhau, quen nhau rồi. Sau thì nếu mà nhắn tin như vậy đúng như kiểu mà tình cũ không rủ cũng tới. Đúng rồi, người ta ông bà có cái câu đó. Dạ, nên hạn chế. Gõ gạt. Gõ gạt, gạt gọt. Cái quan niệm của em là nếu mà làm bạn với người yêu cũ vẫn được. Quan trọng là làm sao em khẳng định được với anh là hiện tại là bạn trai của em, còn người kia chỉ là người yêu cũ thôi. Còn một khi mà bạn gái đã muốn quen một ai khác thì không chỉ là người yêu cũ mà có thể là một người nào đó mới chẳng hạn, thì cuối cùng thì bạn đã có một cái hướng là ra ngoài khác rồi, không còn có hướng về em nữa. Thì em nghĩ cũ mới gì cũng hiểu mới nhau. Thì nó cũng như nhau thôi. Đấy. Nói chung là được. Rồi bây giờ sẽ đến đoạn thử cảm xúc. Thử cảm xúc mời hai bạn trai có thể bước qua bên kia, xin phép nắm tay các bạn gái 30 giây, muốn nói gì nói, không nói thì cũng về chỗ. Rồi chúng ta chuẩn bị bấm nút. Xin mời ai đi trước. Mời bạn cái đỏ. Đó. Em nhắm mắt lại đi. Em đang nghĩ gì? Trời, ông Duy đang truyền nội công nha, không nói gì sao? Anh đang nghĩ là tối nay mình có thể đi đâu chơi. Em đoán được anh đang muốn em đưa em đi đâu không? Chưa đoán ra luôn. Cái khúc này chương trình có thể phụ đề cho tôi hai người đang nói gì không à? Hay là chưa? Hết 30 giây rồi. Về chỗ em. Dạ. Đây là môn phái gì nữa đây à? Bình thường nữa anh. Anh sẽ phép nắm tay được không? Hai tay. Em có thấy gì không? Em có cảm giác gì không? Thấy nóng. Anh ngược lại anh thấy bàn tay em rất là lạnh. Anh có một điều muốn nói với em thôi. Thì em là tên Tiên đúng không? Dạ. Thì có điều trùng hợp là anh cũng đang có, anh có một em gái ruột cũng là tên Tiên. Nếu mà em về với đội của anh á thì nhà mình sẽ có hai Tiên. Sông nhà. Tiên. À, sông Tiên. Và sau đó là anh hy vọng là sẽ cùng em là sẽ có được 3 Tiên nữa, nhà mình sẽ có được 5 nàng Tiên. Nhà mình sẽ có được 5 nàng Tiên. Nên là anh sẽ chờ cái tín hiệu của em. Nhưng mà quyền á,
Rồi, xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Mỗi chiếc ghế có một hai cái nút bấm. Nếu như mình muốn bấm chọn bạn nào thì sau cái hiệu lệnh của anh Đạt mình sẽ bấm mạnh vào nha. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Phần quà của Tiên thì em thấy cái cây đặc biệt thì nó sẽ to hơn một tí. Thì em có biết tại sao nó lại to không? Dạ. Em có biết nguyên nhân không? Tại vì anh đặt cái tình cảm của anh trong đó nhiều hơn. 4 Con trai bọn anh sẽ không bao giờ biết được khi nào em giận đâu. Chỉ cần cho anh một cái tín hiệu nhỏ thôi. Ít người mà biết là em thích mấy cái món bà kiểu cute như vậy lắm. Ba. Anh có một em gái ruột cũng là tên Tiên. Nếu mà em về với đội của anh á thì nhà mình sẽ có hai Tiên. Sống Tiên. À, sống Tiên. Và sau đó là anh hy vọng là sẽ cùng em sẽ có được 3 Tiên nữa, nhà mình sẽ có được 5 nàng Tiên. 2 1 Và bấm. Bấm đi à. Hết thời gian. Và xin chúc mừng có một cặp đôi ngồi ở hai chiếc ghế màu đỏ đã trở thành một cặp đôi. Trước tiên là phỏng vấn bạn gái này xíu, tại sao em không bấm nút? Dạ, tại vì em nghĩ là em còn nhỏ so với những suy nghĩ của anh. Với lại anh hiện tại anh đang còn một mối quan hệ mà để tiến tới hôn nhân. Dạ, tiến tới hôn nhân thì em nghĩ là em không phù hợp với em. Là muốn yêu cái đã, cho biết dạ, yêu với người ta thì đã, em chưa đúng biết không? Gì hết trơn. Đồng ý. Chúc mừng các bạn. Rồi, hai em đứng chính giữa, hai em là nhân vật chính á, nắm tay nhau đi hai bạn. À, hôm nay thì mọi người ở trường quay cũng như là mọi người đang theo dõi chương trình sẽ chúc phúc cho hai em. Thật ra đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Chết cha, vậy bữa nay chị cũng có 50% cơ hội lấy chồng phải không? Trời ơi, quay về lại. Yeah. Hay quá Tường ơi, vậy là chị vẫn 50. Chị vẫn 50. Trời ơi, bay quá, tưởng đâu ế rồi chứ. Còn em á, em phá hỏng 50% của chị Tường rồi. Cũng thay mặt chương trình chúc cho hai em sẽ có những cái thời gian hẹn hò tìm hiểu nhau thật là vui. Rồi bây giờ hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Wow. Cho nó lên trán. Kính thưa quý vị và cặp đôi bấm nút thành công, chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG, không có chất bảo quản. Tặng em. Dạ, cảm ơn chị em. Về nấu hủ tiếu ăn. Rồi. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speakable. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ các Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.